Kênh Giá Lúa Gạo ngày nay rất vui khi được chào đón quý bà con và các bạn. Lần đầu đến với kênh, quý bà con và các bạn hãy ủng hộ kênh một like, một đăng ký. Quý bà con và các bạn đừng quên ấn chuông để không bỏ lỡ những thông tin thị trường chính xác được cung cấp mỗi ngày trên kênh. Sự đồng hành và ủng hộ của quý vị luôn là nguồn động viên quý giá đối với ban biên tập chúng tôi. Chúc quý bà con và các bạn thật nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Giá lúa luôn biến động thất thường và không có sự cố định, luôn có sự dao động giữa các thời điểm và các tỉnh địa phương khác nhau. Thưa quý bà con và các bạn, trong thời gian dài, gạo Việt bị gắn với hình ảnh chất lượng thấp, bán giá rẻ cho các nước kém phát triển, thì nay bằng việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chất lượng hạt gạo Việt Nam đã được nâng lên đáp ứng yêu cầu khắt khe của các quốc gia phát triển như Nhật Bản, Hoa Kỳ và EU. Chẳng những vậy, Việt Nam đã có những loại gạo ngon không thua kém các đối thủ cạnh tranh và được bình chọn lần thứ hai danh hiệu gạo ngon nhất thế giới cho giống lúa ST25. Hướng đến sự phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu, biến động thị trường, biến chuyển xu thế tiêu dùng. Thời gian qua, bên cạnh việc đổi mới mô hình tăng trưởng từng bước hiện đại hóa nông nghiệp thông qua việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, giá lúa gạo dao động từ 8.400 đồng trở lên tùy theo chủng loại lúa gạo vào thời điểm cắt. Giá lúa tại khu vực Kiên Giang ST21 9.200 đến 9.400 đồng một ký, IR50404 8.600 đến 8.700 đồng một ký, Đại Thơm 8 8.900 đến 9.100 đồng một ký, OM18 8.900 đến 9.100 đồng một ký, OM5451 8.900 đến 9.000 đồng một ký, Nàng Hoa 9 dao động từ 8.800 cho đến 9.000 đồng một ký, VNR20 8.500 đến 8.800 đồng một ký, Tài Nguyên 8.400 đến 8.600 đồng một ký, ST24, ST25 9.600 đến 10.900 đồng một ký, RVT 9.100 đến 9.500 đồng một ký, lúa Nhật 8.300 đến 8.500 đồng một ký và sắc min 8.400 cho đến 8.600 đồng một ký. Giá lúa tại An Giang OM5451 9.100 đến 9.300 đồng một ký, Nàng Hoa 9 9.300 đến 9.500 đồng một ký, OM18 9.100 đến 9.300 đồng một ký, Đại Thơm 8 9.200 đến 9.400 đồng một ký, IR504 8.800 đến 9.100 đồng một ký, Nếp khô Long An 9.500 đến 9.800 đồng một ký và nếp tươi Long An 7.800 cho đến 8.100 đồng một ký, nếp khô An Giang 9.600 đến 9.800 đồng một ký, gạo nguyên liệu 13.350 đến 13.500 đồng một ký, gạo thành phẩm 15.600 đến 15.700 đồng một ký, tấm 11.600 đến 11.800 đồng một ký và cám 6.800 cho đến 7.000 đồng một ký. Giá lúa tại Bạc Liêu và Cà Mau, Hương Châu 6 8.500 đến 8.600 đồng một ký, OM5451 8.500 đến 8.700 đồng một ký, IR50404 8.700 đến 8.900 đồng một ký, OM18 8.800 đến 9.000 đồng một ký, lúa Nhật 8.300 đến 8.500 đồng một ký và Đài Thơm 8 dao động từ 8.800 cho đến 9.000 đồng một ký. Nàng Hoa 9 9.000 đến 9.200 đồng một ký, RVT 9.000 đến 9.300 đồng một ký, ST24, ST25 9.600 đến 10.700 đồng một ký. Giá lúa tại Sóc Trăng và Tiền Giang, IR50404 8.300 đến 8.500 đồng một ký, OC10 8.300 đến 8.500 đồng một ký, OM380 8.400 đến 8.700 đồng một ký, DS1 8.300 đến 8.500 đồng một ký, Đài Thơm 8 8.600 đến 8.800 đồng một ký và OM5451 8.500 cho đến 8.700 đồng một ký, lúa Tài Nguyên 8.500 đến 8.600 đồng một ký, RVT 9.000 đến 9.400 đồng một ký, lúa Nhật 8.200 đến 8.500 đồng một ký, ST24, ST25 9.700 đến 10.800 đồng một ký, Jasmine dao động từ 8.400 cho đến 8.700 đồng một ký,
Giá lúa tại Trà Vinh và Vĩnh Long IR50404 8.700 đến 8.900 đồng một ký. OM18 8.900 đến 9.100 đồng một ký. OM5451 8.900 đến 9.100 đồng một ký. Japonica 8.300 đến 8.600 đồng một ký. OM380 8.400 đến 8.600 đồng một ký. Lúa Nhật 8.300 đến 8.500 đồng một ký. Giá lúa tại Cần Thơ và Hậu Giang IR50404 8.600 đến 8.800 đồng một ký. OM18 8.800 đến 9.000 đồng một ký. OM5451 8.800 đến 9.000 đồng một ký. Đài Thân 8 9.000 đến 9.100 đồng một ký. RVT 9.500 đến 9.800 đồng một ký. Và ST21 dao động từ 9.200 cho đến 9.500 đồng một ký. Lúa Nhật 8.300 đến 8.500 đồng một ký. Japonica 8.200 đến 8.500 đồng một ký. Jasmine 8.300 đến 8.500 đồng một ký. OM576 8.500 đến 8.700 đồng một ký. Và OM4218 8.500 cho đến 8.600 đồng một ký. Giá lúa tại Đồng Tháp và Long An OM18 8.700 đến 8.900 đồng một ký. OM5451 8.600 đến 8.800 đồng một ký. Đài Thân 8 8.700 đến 8.900 đồng một ký. IR50404 8.500 đến 8.700 đồng một ký. OM380 8.500 đến 8.700 đồng một ký. Và nếp tươi Long An dao động từ 7.800 cho đến 8.000 đồng một ký. Jasmine 8.400 đến 8.700 đồng một ký. ST25 10.100 đến 10.400 đồng một ký. Nàng Hoa 9 9.000 đến 9.200 đồng một ký. OM7347 8.500 đến 8.600 đồng một ký. OM9582 8.400 cho đến 8.500 đồng một ký. Giá lúa tại Tây Ninh OM576 8.500 đến 8.800 đồng một ký. IR50404 8.600 đến 8.800 đồng một ký. Đài Thân 8 8.800 đến 9.000 đồng một ký. OM6976 8.500 đến 8.700 đồng một ký. OM5451 8.700 đến 8.900 đồng một ký. OM4900 8.600 đến 8.800 đồng một ký. OM34 8.500 đến 8.700 đồng một ký. Và OM18 8.700 cho đến 8.900 đồng một ký. Tại các chợ lẻ, gạo Nàng Hoa 9 19.500 đồng một ký, gạo Nàng Nghen 26.000 đồng một ký, gạo Thơm Jasmine 17.000 đến 18.500 đồng một ký, gạo Tẻ Thường 15.000 đến 16.500 đồng một ký, gạo Trắng Thông Dụng 17.000 đồng một ký, gạo Thơm Thái Hạt Dài 19.000 đến 20.000 đồng một ký, gạo Hương Lài 19.500 đồng một ký, gạo Sóc Thường 18.500 đến 19.500 đồng một ký, gạo Sóc Thái 28.500 đồng một ký, gạo Thơm Đài Loan 21.000 đồng một ký và gạo Nhật với mức giá 22.000 đồng một ký. Xin trân trọng cảm ơn quý bà con và các bạn đã bớt chút thời gian lắng nghe bản tin về giá lúa gạo của ban biên tập chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị đã chia sẻ thông tin đến tất cả mọi người. Xin hẹn lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.